Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩa sau này em sẽ chờ và vô tư quên đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh. Dạ vâng, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Một đoạn karaoke vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được cái sự chi tiết khi bên em đang phối ghép một bộ dàn, một bộ cấu hình gồm chiếc đài X7 DAC và một cặp loa Wingwood VK921. Và đặc biệt là cái phần xử lý karaoke đấy được xử lý qua một bộ mic không dây vô cùng cao cấp mà trong video này em muốn nhắc đến cũng như là giới thiệu cho các bác. Đấy là phiên bản mic Wingwood SE68 Plus, một phiên bản micro không dây hiện tại đang làm mưa làm gió trên thị trường và đã được rất là nhiều những phòng trà, những cái cửa hàng kinh doanh karaoke sử dụng. Và phiên bản này thì bên em cũng đã đưa ra thị trường rất là lâu rồi và cũng đã có rất là nhiều các bác đang sử dụng phiên bản này. Thứ nhất là những cái điểm nổi bật ở trên phiên bản này thì em muốn nhắc đến cái điều đầu tiên, đấy chính là hình thức. Về cách thiết kế thì tổng thể bộ mic không dây này nó có một cái độ hoàn thiện cũng như là cái ngôn ngữ thiết kế nó vô cùng hiện đại sang trọng, rất là liền lạc, cứng cáp. Màu sắc thì chúng ta có thể thấy kể cả ở trên mặt của cái bộ thu phát này thì nó cũng được sơn một màu xanh trứng sáo. Đây là cách sơn tĩnh điện. Và ở trên tay mic cũng vậy, màu sắc rất tương đồng. Chúng ta có thể thấy được những cái đường cái quai này, rồi những cái đường chạm mà khắc CNC để chúng ta có thể bắt nó vào trong cái tủ máy cũng được làm rất là tỉ mỉ. Phông chữ, rồi công tắc tắt bật, và đặc biệt là cái phông chữ của cái màn hình LED này nó cũng trông nó cũng rất là xịn sò. Đầu tiên em muốn nhắc đến những cái tính năng nằm trên chiếc tai mic này. Nhìn bên ngoài thì nó cũng không có một bất cứ một cái điểm gì khác so với những cái dòng micro không dây trên thị trường, nhưng ở phiên bản này thì nó có một cái sự tỉ mỉ, nó nét hơn các con mic khác, những cái dòng mic khác là cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Chữ chúng ta có thể nhìn thấy phông chữ nó cũng rất là đẹp nhé, ốc lục giác. Và tính năng đầu tiên em muốn nhắc đến đấy chính là khả năng cảm biến nhiệt và cảm biến gia tốc. Cảm biến nhiệt là gì? Là khi chúng ta chạm tay vào micro, thân nhiệt của cơ thể chúng ta chạm vào chiếc tai mic này thì lập tức chiếc tai mic này nó sẽ hoạt động. Còn khi chúng ta buông tay ra khỏi chiếc micro này khoảng 3-4 giây thì chiếc micro này nó sẽ cho chúng ta về cái chế độ nghỉ. Tức là màn hình này nó sẽ tắt và mọi chức năng ở trên con mic này nó không hoạt động. Bất cứ khi nào chúng ta chạm tay vào thì nó lại khởi động và nó hoạt động bình thường. Nó không có một bất cứ một cái độ trễ nào cả. Chúng ta để đây, chúng ta cầm vào và lập tức chúng ta hát được ngay. Chúng ta không cần thiết phải đợi nó khởi động. Tính năng thứ hai là khi chúng ta cầm chiếc micro này chẳng may nó có rơi xuống đất thì trong cái quá trình rơi thì chiếc micro này nó cũng tự ngắt và không có một bất cứ một cái tiếng động nào nó thu lại qua cái củ mic. Nó sẽ dẫn đến loa. Thường thường ngày trước thì chúng ta có những cái phiên bản mà không may nó có rơi thì nghe cái tiếng nó cộc 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 cộc, nó rất là khó chịu. Khi chúng ta đang hát mà nghe được những cái tiếng đấy thì nó khó chịu lắm. Thì bây giờ trên chiếc micro SE68 này thì nó sẽ cho chúng ta loại bỏ được những cái tiếng ồn đấy. Và một cái tính năng nữa vô cùng ăn điểm đấy chính là cái đầu mic, củ mic được phủ bạc nano kháng khuẩn. Nó là cái công nghệ kháng khuẩn giúp cho cái mút trong này và cũng như cái lưới này nó luôn luôn được thơm tho sạch sẽ. Chúng ta sẽ sử dụng trong thời gian dài hoặc là truyền qua tay người nọ người kia hát thì nó sẽ không còn bám cái mùi hôi từ hơi thở của chúng ta ra nữa. Đấy là một cái điểm mà có rất là nhiều các bác khách hàng cũng đã lựa chọn bộ mic không dây này vì có cái ưu điểm nó nổi trội, vượt trội như vậy. Tất cả gói gọn chỉ với 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng chúng ta được sở hữu một bộ mic không dây vô cùng tuyệt vời. Nếu như các bác mua bộ mic không dây này, đối với tất cả những cái bộ dàn, bộ cấu hình combo karaoke bên em sẽ giảm trừ 1 triệu. Thay vì bên em tặng các bác một
micro khác. Các bác nâng cấp lên phiên bản micro SE68 Plus này thì bên em sẽ giảm trừ cho các bác 1 triệu đồng. Chúng ta sẽ cộng vào tổng hóa đơn 2,5 triệu nữa thì chúng ta sẽ được sở hữu. Em là người trải nghiệm rất là lâu rồi, mấy tháng rồi, và có một cái cảm nhận vô cùng mà ăn điểm ở trên phiên bản này, đấy chính là nó sẽ giúp chúng ta có được một giọng hát nó tương đối nhẹ và đặc biệt là cực kỳ ấm. Giọng chúng ta cực kỳ ấm, nghe nó truyền cảm vô cùng luôn. Nó sẽ không giống như những cái phiên bản khác là cái độ nhạy cao bắt tốt, hát rất nhẹ nhưng bù lại thì cái giải tần số cao nó thu vào rất là nhiều. Chúng ta nó đưa ra loa sẽ chúng ta sẽ nghe rất là nhiều những tiếng chép, tiếng xì, và đương nhiên nó độ nhạy nó cao thì nó sẽ bắt được nhiều cái tạp âm hơn, hơi thở nghe nó sẽ nặng nề hơn và những cái tạp âm bên ngoài, ví dụ như chúng ta còn đang hát mà người bên cạnh nói to thì những chiếc micro đấy nó cũng thu vào, còn phiên bản này nó lọc hoàn toàn những cái đấy, chỉ có giọng hát của chúng ta thôi, và đặc biệt là cực kỳ trầm ấm. Đấy là một cái điểm mà rất là mạnh và ăn điểm. Cá nhân em là người trải nghiệm những cái bản nhạc đấy, những cái bản karaoke đấy, thì em cảm nhận được là như vậy. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm chứng bằng một bản karaoke. Em sẽ hát một bản nhạc nhẹ, nhạc trẻ trung một chút nhưng mà rất là tình cảm, thỏ thẻ, để chúng ta cảm thấy được cái sự chi tiết. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận được cái hơi thở khi chúng ta hát bằng một bộ mic không dây vô cùng xịn sò SE68 Plus. 3.500.000 đồng nếu như các bác có ý định mua sắm hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì nhấc máy và gọi điện đến hai số hotline em để phía dưới, hoặc có thể qua 133 phố Trường Lâm Long Biên Hà Nội. Thế giới âm thanh số rất hân hạnh được đón tiếp cũng như là phục vụ tất cả các bác. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩa sau này em sẽ chờ và vô tư quên đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn gian lòng quên hết những chờ mơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hận. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại, mong em kỷ niệm này cất lại, mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em sai bước bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết bỗ bờ. Em không là nàng thơ, còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết.
em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ.